là kết luận về cái vụ bà bầu này để cho quý vị rút kinh nghiệm lại nha. Nó đẻ hai đứa con mà không có gì đâu. Thôi Là nó cái nói vụ này là hoàn toàn là tôi đã xác minh rõ ràng rồi, là hoàn toàn không có trơn. Mà bữa đó mà tôi lại tại nhà cô đó, mà cô còn nói câu nói này nữa nè. Cô nói là quý vị bữa nay tới nhà tôi là tôi biết trước trơn. Nói câu nói đó mà nếu mà cái người không có trí là cái như quý vị bắt bẫy nó trơn. Bà này cũng bà gì rồi bà mới biết trước, để thành ra là không chừng quỳ xuống lại bà nữa. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bữa nay Nguyễn Lãnh xin chào tất cả quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước kính mến. Bữa nay Nguyễn Lãnh xin chia sẻ cùng tất cả cô bác anh chị em đồng đạo mình một cái đề tài nói về người hành đạo phải có cái lý trí thật sâu để mình suy nghĩ những cái điều đúng sai nha quý vị. Chứ theo như cái con mắt của Nguyễn Lãnh nhìn thấy quý vị còn mê tín dữ lắm nha. Quý vị, cái nhận thức quý vị còn yếu lắm. Cho nên là mỗi khi mà cái việc gì mà xảy ra trên cõi đời này, quý vị ào 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 chạy theo. Chứ không có nhận xét được cái đó là hay dở hay là như thế nào trên trời. Cho nên bữa nay Nguyễn Lãnh xin lên cái clip này để trước nữa để nói về cái ý thức để cho quý vị nghiên cứu nhìn sâu vào cái chân lý của Đức Thầy đã dạy. Cái thứ hai nữa, mình là người đạo, mình phải khéo rồi còn phải sáng suốt, phải biết là nhận định tà chánh. Cho nên nếu mà mình nhận định được như nãy giờ Nguyễn Lãnh nói đó thì quý vị không có bị gạt. Còn quý vị yếu yếu là quý vị bị gạt trơn à. Một là quý vị sẽ bị gạt, hai là quý vị cái sự tu của quý vị nó không có đạt chất lượng. Thì như vậy là cái công tu của mình như vậy là hoàn toàn là mình không biết gì trơn. Ai sao tôi vậy? Ai sao tôi vậy chứ hoàn toàn quý vị không biết gì hết. Thì thử hỏi đặt thí dụ như quý vị mà mang một cái đề thi của ông thầy đã giao cho quý vị mà quý vị không biết làm bài, không biết thi, không có thuộc. Rồi chút nữa quý vị làm sao quý vị thi với ai đây? Cho nên mình phải đi tới đâu mình phải biết tới đó. Và cái sự hành đạo của mình tu tới đâu mình phải biết tới đó. Mình sẽ đạt lý lẽ sự như thế nào hoàn toàn mình đều biết hết. Thì như vậy mình mới đạt được cái mục đích trên bước đường hành đạo. Rồi mình không có bị ai gạt mình. Bởi vì Đức Thầy đã cảnh báo cho mình nhiều lần rồi. Mà quý vị coi như hình như quý vị không hiểu nha. Bữa nay Nguyễn Lãnh xin nhắc lại những cái câu mà Đức Thầy đã nói đấy. Đức Thầy đã nói là các đạo tà mưu khéo âm thầm. Quý vị là biết là cái hai chữ mưu khéo không? Cái mưu trí nó khéo nó gạt quý vị dễ ợt. Rồi Thầy mới nói nữa là dân gán chánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên răng nhiều chỗ. Mà chúng nó xuống là xuống ở đâu? Mà chúng nó là ai? Có phải là thiên ma ba tầng không? Mà quý vị nhìn thấy không biết nó ở trên rồi làm sao quý vị chạy sức nữa. Rồi bắt đầu nó mới dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành. Xa cạm bẫy khó mong sống sót. Cái linh đó là cái gì? Để Nguyễn Lãnh vạch ra cho quý vị thấy. Nó bày ra những hình tướng màu mè. Nó làm cho quý vị mờ con mắt hết trơn. Quý vị toàn là tu, quý vị nhìn theo cái hình tướng không à. Quý vị không có nhìn vô tâm. Quý vị chạy theo hình tướng không à. Thì quý vị chạy theo cái hình tướng là hoàn toàn quý vị đều thua trên. Mà Đức Thầy đã kêu quý vị phải trở về nội tâm. Mình phải trở về cái tâm thanh tịnh của mình. Mình sẽ buông bỏ hết tất cả ngoại cảnh.
Không có một vật gì mà để nó dính vô tâm mình được hết. Mình phải giữ cái tâm thanh tịnh cho trong sạch. Thì như vậy quý vị mới đạt được lý sự. Còn cái này quý vị tu mà quý vị không hiểu lý gì trơn, trời ơi, quý vị chạy theo tướng không à. Gặp cái chùa nào bự cái quý vị phái rồi. Hoặc gặp cái gì mà cái cảnh nào mà đẹp cái quý vị phái rồi. Mà quý vị không có thấy cái tâm của quý vị. Cho nên bữa nay là Nguyễn Lãnh lên cái đề này là để chia sẻ cho quý vị là trong hai cái đề tài đặc biệt. Một là nói về cái vị có bầu 7 năm ở Lương An Trà. Thì cái vị này Nguyễn Lãnh có đến tới nhà luôn quý vị. Và có xem mạch cô luôn. Thì theo như cái bộ mạch mà Nguyễn Lãnh xem đó là hoàn toàn cô này không có chữa. Nhưng mà cái thông tin nó tung lên đó, nó tung lên là nó nói cô này là có chữa 7 năm, thì như vậy là cái tin này, cái tin giả nha quý vị. Đề nghị quý vị nên nghiên cứu lại và mình đừng có chạy theo nữa nha. Nhiều khi trong đó nó gạt mình cách này không được, nó gạt cách khác. Rồi nào là hình tướng nó bày ra màu mè để nó thu hút mình. Cho nên sẵn đây để tôi kể cho quý vị nghe một cái mẫu chuyện rồi quý vị nên nghiên cứu lại nha. Cái mẫu chuyện này ở trong kinh Phật á, hồi xưa đó là có hai cha con của ông này là tu hai cái mối đạo. Cái ông cha thì ông tu theo cái đạo tà. Còn người con thì tu cái đạo chánh. Mà hai cha con cứ cự lộn nhau hoài, nói sao mày không theo, mày không theo ba, mày theo ba, mày tu bên cái đạo tao mà mày tu bên cái đạo bên kia. Thì người con là không biết cách nào mà để khuyên ông cha trở về cái đạo chánh bên đây. Mà hai cha con cứ cự hoài. Cho nên bữa nọ người con mới tính ra được cái kế. Tính ra cái kế, cái ông già ông chưa có hiểu. Ông mừng hết sức mừng rồi. Ông nói như vậy là bữa nay con mình nó quy hàng bên đạo mình, nó theo mình rồi. Cho nên vậy được rồi. Thì con mới tính ra cái kế. Bây giờ con tính với cha vậy nè. Bây giờ ngày mai con sẽ làm một cái yến tiệc để đãi bên đồng đạo của cha và thầy của cha, rồi con sẽ quy y theo bên cha con tu luôn. Ông già ông nghe ông quá mừng à. Cái thường bữa thì ông già ông nói với con á, thầy của tao là ông này ông đã thành Phật rồi mà mày không có tin, tao nói mày hoài mày không tin. Ông ngồi đây mà ông thấy là cách 500 dặm mà con khỉ chuyền qua chuyền lại mà ruột tay rớt xuống dưới là cái suối nước mà ông ngồi đây ông còn thấy, mà hỏi mày ông không là Phật sao được. Nói mày hoài mày không nghe, không tin. Cái thằng con nó cũng làm thinh, nó không nói. Cái qua ngày sau cái bắt đầu nó bày cái yến tiệc như vậy là nó đãi đồng đạo của bên ông già nó, rồi nó mời, kêu ông già mời thật đông lại với thầy rồi đấy kia. Rồi là đặc biệt là phải dọn cho ông thầy riêng một mâm. Bởi vì thầy là ăn riêng mâm chứ không ăn chung với đồng đạo được. Cho nên là đằng này nó là cả mấy chục bàn đồng đạo người ta ăn rần rần đằng này, còn ông thầy là ông ngồi ông chờ hoài. Dọn cơm mới gọi mà ông ngồi ông chờ. Cho nên là quý vị biết ông ngồi sao ông chờ không? Bởi vì cái người con đó để cái đồ ăn ở dưới chén á, rồi bới cơm mới đậy lên. Đậy lên cho nên là ngụy trang vậy để coi ông thấy không? Nếu ông là ông Phật thì ông thấy. Cho nên ông ngồi ông chờ hoài, cái người con mới lại nói dạ thưa thầy sao thầy không ăn cơm đi. Ông nói là dọn cơm mà cơm không sao ta ăn được, đồ ăn đâu. Rồi người con mới nói là thầy là dòm cách đây 500 dặm mà thầy thấy con khỉ mà nó té dưới sông mà thầy còn thấy được. Mà cơm cách đồ ăn chưa được 5 phân nữa mà thầy không thấy sao? Cho nên mới là lấy cái đồ đũa mới khử lên. Khử lên thì thịt thà đồ ăn đổ dưới loài lên. Rồi mấy cái vị đồng đạo kia người ta mới nhìn thấy vậy là ông này ông giả rồi. Mấy năm nay ông gạt mình thôi chứ vậy là ông đâu phải Phật.
Nếu ông Phật thì ông thấy gọi này là cơm cách đồ ăn có nhiêu ở đây mà ông không thấy thì vậy là ông này mấy hôm nay ông gạt mình này. Mà hơn nữa có ông già ông đứng đó nữa. Cho nên là lấy đồ đũa khự lên thì thịt đồ ăn đổ loài lên cái ông mắc cỡ. Lúc đó ông bể rồi, cũng như ông bể ông mắc cỡ. Cho nên tự ông trốn về. Tự ông trốn về thì bắt đầu là người cha thấy vậy mới bất mãn rồi. Bởi vì ông thầy mình như vậy là ông là mấy năm nay vậy là ông giả rồi chứ không phải ông thiệt rồi. Cho nên bất mãn rồi thì bắt đầu mới quay trở lại cái đạo bên con mình bên đây. Là đạo chánh bên đây là tu theo. Đúng. Cho nên xin thưa với quý vị, cái gì mình cũng phải cần nghiên cứu cho kỹ. Phải nghiên cứu và suy nghĩ cho kỹ rồi con mắt mình phải trí tuệ. Mình phải nhìn thấy cho kỹ cái đó thiệt hay là giả. À, cho nên là cái vấn đề mà cái cô bầu này 7 năm này đó là chính tay tôi bắt mạch quý vị. Tôi bắt mạch là hoàn toàn là trong mình là sức khỏe của cô là rất tốt. Nhưng mà về cái vụ bầu bì là không có. Bởi vì tôi bắt mạch vô tôi biết. Tôi vô tới nhà luôn mà, nhà cô ở Lương An Trà mà. Vô tới nhà luôn cặp mé kinh. Thành ra vì vậy mà tôi cũng có thường coi trên clip đó là bà con người ta ù ù người ta chạy theo. Ta chạy theo rồi là hình như là người ta nói là cái linh thính gì đó. Có bầu hai đứa con rồi, trắng mặt xanh rồi đó. Cho nên trong cái phần có bầu đó là trong đó cũng có cái linh thính gì đó rồi thành ra người này bàn gì người kia bàn khác. Cho nên là tôi nghe vậy thì cũng là rất tội nghiệp cho những cái người mà không có trí thức rồi bị mê tín. Cho nên bữa nay Nguyễn Lãnh xin nói cái đề này để cho bà con mình rút kinh nghiệm lại nha. Để lo tu cho ngon lại, đừng có chạy theo khơi khơi ở ngoài đường. Mà quý vị, tôi thấy quý vị hình như quý vị còn tu dở lắm. Mình tu muốn cho giỏi đó, để tôi chỉ cho quý vị. Mình phải trở về nội tâm. Mình sẽ buông bỏ hết tất cả ngoại cảnh. Đừng có chạy theo tạp niệm nữa. Mà mình sẽ trở về cái con đường, cái tâm thanh tịnh của mình để mình lo mình niệm Phật. Rồi mình giữ ngay chỗ đó mình đi tới hoài. Mà đây chính là lời của Đức Thầy đã dạy. Quý vị muốn làm cái gì, quý vị phải cọ vô cái lời của Đức Thầy đã dạy coi vậy là có đúng không? Đức Thầy đã dạy là phải giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng giả ghét ganh. Chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời. Lần lần trí huệ mở mang, tinh thần sáng suốt. Thì màn vô minh của quý vị nó sẽ bị diệt mất. Mà nếu mà cái màn vô minh của quý vị nó sẽ diệt mất thì trong 12 duyên sanh của quý vị nó đã diệt hết toàn bộ. Thì quý vị sẽ giải thoát chứ có gì đâu. Mà quý vị không hiểu nghĩa lý gì trơn rồi quý vị tu tu tới 100 năm cũng không đạt được cái gì trơn. Bất quá được hưởng phước chút đỉnh vậy thôi chứ. Ngoài ra không có đạt được cái gì trơn. Cho nên cái điều này tôi nói cho quý vị để nghiên cứu kỹ lại. Trước khi mình làm cái gì mình phải dò lại cái lời của Đức Thầy đã dạy mình coi mình làm gì đúng hay sai. Coi có lợi hay là có hại. Cho nên mình phải cần nghiên cứu cho kỹ lại quý vị. Quý vị mà tu cho ngon rồi đó. Là con mắt của quý vị đó là nó có thiên nhãn thông rồi là quý vị không bao giờ lầm bất cứ một việc gì. Còn quý vị tu không có ngon rồi là quý vị không có đạt vô được tới đó rồi là quý vị bị gạt trơn. Bị gạt từ cái việc gia đình cho tới xã hội. Là hoàn toàn quý vị bị gạt hết. Trên đời này nó không có gì thiệt trơn á, quý vị đừng có chạy theo. Cho tới vợ chồng, con cái, của cải, danh dự, uy tín, hoàn toàn là điều giả dối, điều gạt quý vị không. Chứ đừng có nói mà tới mà đồn cái việc này, việc nọ, ông Phật xuất hiện ở đầu này, ông Phật xuất hiện đầu kia, cái vụ đó không có. Quý vị đừng có chạy theo mấy cái vụ đó. Cái gì nó tới, nó tới à. Bởi vì các vị bậc Phật, bậc Thánh ngày xưa của người ta đó, người ta không phải là người ta sợ chúng sanh mà để người ta trốn chui trốn nhủi. Không phải vậy.
tới ngày giờ rồi là bắt đầu người ta là người ta ra mặt à, chứ không phải sợ chúng sanh hay là không có sợ bất cứ một ai, chứ ta không có chống chui chống nhủi. Bởi vì hỏi với một vị Phật rồi hả, thua chúng sanh sao, thua chúng sanh sao mà chống chui chống nhủi, thì cái điều đó quý vị nghĩ vậy là rất là sai rồi. Cho nên quý vị tu cho ngon đi, rồi con mắt của quý vị là có thiên nhãn thông rồi, quý vị dòm thấy trơn. Quý vị đừng có tu hoài rồi sao mà không thấy gì trơn, mà cứ tối ngày cứ chạy theo màu mè ngoại cảnh gì đâu không. Nhắc lại bà bầu nữa khác Ừ. rồi đó. Cho nên bữa nay là để là kết luận về cái vụ bà bầu này á, để cho quý vị rút kinh nghiệm lại nha. Nói đẻ hai đứa con rồi không có gì đâu. Thôi Là nói cái lại vụ bà này là bầu. hoàn toàn là tôi đã xác minh rõ ràng rồi, là hoàn toàn không có trơn. Mà bữa đó mà tôi lại tại nhà cô đó, mà cô còn nói câu nói này nữa nè. Cô nói là quý vị bữa nay tới nhà tôi là tôi biết trước trơn. Nói câu nói đó mà nếu mà cái người không có trí là cái như quý vị mắc bẫy nó trơn. Bà này cũng bà gì rồi bà mới biết trước, để thành ra là không chừng quỳ xuống lại bà nữa. Hỏi sớm nó đẩy cho hỏi sớm nó đẩy vậy cảm ơn bà hỏi sớm nó đẩy hỏi sớm nó đẩy Cho nên là bữa đó cô nói với tôi một câu đó là quý vị tới đây bữa nay là tôi biết trước quý vị trơn. Đó, nói câu nói nghe thấy ấn không? Nhưng mà tôi chỉ cười cười vậy thôi, rồi tôi sẽ xem bộ mạch cô. Xem bộ mạch cô thì nói nào ngay cái bộ mạch của cô thì sức khỏe thì rất tốt. Nhưng mà về cái vụ bầu bì là không có, bởi vì tôi xem vô là tôi biết liền. Cho nên bữa nay để lên cái clip này đó là để nói cho là bà con ở gần xa trong nước và ngoài nước đều biết và để rút kinh nghiệm lại. Đừng có chạy theo là khơi 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 rồi đồn khơi khơi, đừng có chạy theo tối ngày không có lo niệm Phật, chạy theo cảnh không à. Quý vị tu cho ngon đi, tu cho ngon là tất nhiên là quý vị phải giữ cái tâm thanh tịnh. Quý vị sẽ buông bỏ hết tất cả ngoại cảnh là quý vị tu ngon à, chứ không có gì trơn á. Còn quý vị chạy bổng 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 hoài hỏi chứ rồi tu tới đâu cũng không biết, rồi hành tới đâu cũng không biết, rồi nghĩa lý gì cũng không biết gì trơn trọi hỏi chứ rồi. Ăn riết hết tàu hũ này kia mà không thấy đạt được cái gì trơn trọi hỏi chứ rồi. Cúng lại cái chai đầu gối trơn không thấy gì trơn. Đó, cho nên bữa nay là để nói hết ý cho quý vị nha. Rồi xin kết luận cái đề tài của bà bầu 7 năm này nha. Quý vị dừng chân lại nha, đừng có chạy theo nữa nha. Là vì tôi đã đến tận nơi tận chỗ, nhìn thấy rõ ràng mà Đức Thầy đã nói trong Bát Chánh Đạo đó. Chánh kiến là phải thấy sự thật, xem thấy, dòm đúng theo sự thật. Phải thấy rõ ràng, rồi mới kết luận được cái điều đó. Còn đừng có mà mua trâu giả bóng nó là không có được. Cái gì mình phải thấy kết luận rồi, con mắt của mình là phải phải sáng suốt, mình phải nhìn thấy biết tà chánh đâu đó đàng hoàng. Thì cái sự hành đạo của mình không có bị gạt nha quý vị. Rồi bữa nay là để chia sẻ cho quý vị cái đề này là hết ý để quý vị rút kinh nghiệm nha. Tới đây xin chào quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật.